Tâm Group, doanh nghiệp tư nhân có nhiều dự án, công trình đóng góp cho xã hội. Là người con của quê hương Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thiên Tân Group, ông Quỳnh Kim Lập luôn trăn trở với con đường học tập của những trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Từ những trăn trở đó, doanh nhân Quỳnh Kim Lập đã sáng lập nên quỹ học bổng và cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi xây dựng chương trình Chân trời ước mơ. Hôm nay cô thay mặt công ty của phòng công ty Nguyễn Thị Thân tới thăm gia đình của cháu và cũng nhân đây trao học bổng. Tháng 1 năm 2012, số đầu tiên của chương trình Chân trời ước mơ phát sóng trên kênh BTQ. Suốt chặng đường 12 năm đồng hành cùng chương trình, Thiên Tân Group đã thể hiện sứ mệnh của mình tài trợ cho nhiều em học sinh được đến trường, chắp cánh ước mơ cho tương lai với hình thức nuôi tải cộng đồng. Tính đến năm 2023, tổng số tiền học bổng do Thiên Tân Group dành riêng cho quỹ học bổng Chân trời ước mơ là gần 15 tỷ đồng. Nhiều học sinh nghèo đã bước chân vào các trường đại học và trở thành những công dân có nhiều đóng góp cho xã hội. Hiện tại, 70 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được Thiên Tân Group cấp học bổng. Năm 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp cùng Thiên Tân Group thực hiện chương trình Chân trời ước mơ mang đến niềm tin, hy vọng cho nhiều trẻ em nghèo, hiếu học có cơ hội học tập. Thiên Tân Group mang đến cho các em học sinh nghèo cơ hội viết tiếp ước mơ vươn tới tương lai tươi sáng. Chào quý vị, hiện tại thì ekip của chương trình Chân trời ước mơ đang có mặt tại nhà của em Nguyễn Chí Thiện là nhân vật của chương trình Chân trời ước mơ tuần này. Và đi cùng với ekip của chương trình có đại diện của Thiên Tân Group và đại diện của chính quyền địa phương. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Dạ, đối với cái hoàn cảnh của gia đình Thiện thì như thế nào anh có thể chia sẻ cụ thể cho tụi em cũng như là khán giả được biết không ạ? Em cũng chia sẻ với lại chương trình và khán giả là hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Chí Thiện. Thì cái điều kiện là em là học tập cũng có thành tích cao trong cái năm học. Và cái hoàn cảnh gia đình về cái kinh tế thì mẹ thì sống chủ yếu vào nghề ma. Và cái thu nhập thì cũng bấp bênh, có lúc có lúc không. Cho nên là cái điều kiện mà để cho cháu mà tiếp tục ăn học thì nó cũng có cái khó khăn trong cái trang trải cuộc sống. Cô chào con. Cô giới thiệu là cô là Võ Thị Thanh Nga, phó giám đốc của Thiên Tân Group. Thì thông qua chương trình là được biết là hoàn cảnh của con. Thì hôm nay là cô đại diện công ty là đến đây để trước hết cái là thăm gia đình, sau đó là để nghe con trình bày về một số thành tích của con đạt được trong cái quãng đường học tập vừa rồi để cho công ty cũng như là chương trình được biết. Đầu tiên là con đạt được môn vật lý cấp huyện, giải ba môn toán cấp huyện, rồi con có chơi giải cờ vua được, cũng được giải ba cấp huyện. Thì tiếp theo là con có đi thi tỉnh giải ba môn vật lý, vừa rồi thì con được là học sinh xuất sắc nhất đó cấp trung học cơ sở bên trường con. Những tờ giấy khen dán kín một góc tường là ghi nhận cho những nỗ lực của Nguyễn Chí Thiện, học sinh đứng đầu trường trung học cơ sở Bình Phước, huyện Bình Sơn. Tiệm may của mẹ em Thiện được địa phương hỗ trợ cho mượn mặt bằng. Nhiều năm nay, một mình chị với nghề may vá để nuôi lớn ba người con. Hạnh phúc không trọn vẹn, một mình chị nuôi con nên vất vả trăm bề. Hai người con lớn phải nghỉ học. Chị, cái công việc này thì cái trung bình thu nhập hàng ngày của mình là tầm bao nhiêu ạ chị? Cái thu nhập cái nghề mai này thì cái sửa đồ nó cũng bấp bênh. Chị cũng tâm cho có đồ nhiều để làm, nó có sức khỏe là thôi. Chứ hiện tại sức khỏe của chị như thế nào ạ? Chị thì không có cái bệnh gì, nó ra cái bệnh gì hết. Kiểu mình lớn tuổi mình ngồi nhiều.
chị bị thoái hóa đốt sống cổ, sỏi thận, ngạn mạch máu nổ, đó là ba cái bệnh chính mà chị đang uống thuốc. Tá chấn tê nè. Dạ. Thế hết. Có ví dụ chị ngồi lon chặt nó tê. Nãy giờ thì em nghe cái chia sẻ của chị á, cũng biết là chị rất là lao lực, bởi vì cái công việc của mình thứ nhất là ngồi nhiều, và thứ hai nữa là nhiều khi là phải làm đêm nữa, mà liên tục trong ba mươi mấy năm như vậy. Nãy giờ em ngồi đây với cái thời tiết này là em thấy rất là nóng, ngồi thêm chút nữa là chắc em không chịu không nổi. Nhưng mà chị phải ngồi như thế này cả ngày luôn. Chị quen với là chị cũng phải chấp nhận thôi em. Dạ. Chấp nhận để mình làm, chứ cái nghề mình là phải mai thôi, không có sự lựa chọn cái nghề khác, nên chị phải mai để kiếm tiền cho cô Út nó học hết cấp 3 rồi nó vào đại học. Bởi vì nó là nó không học. Dạ. Nó không học lắm. Chứ như hồi thằng lớn anh nó là cũng tốt nghiệp người hơi cũng dạng được á. Dạ. Cũng có một số trường đại học mời á, nhưng mà nó thấy chị khó khăn lúc đó chị bệnh. Lúc đó là lúc mà cô vô đó là chị bệnh nặng á. Nó thấy chị đau cứ nửa đêm cứ bắt đầu là mệt á. Nó kêu thôi để con nghỉ con đi bộ đội. Nhưng mà với cái nguồn thu nhập như chị chia sẻ là nó không có đảm bảo hàng ngày. Cái lúc thì nhiều, có lúc thì lại không có. Như vậy có khi nào mà mình rơi vào những cái lúc rất rất khó khăn không ạ? Khó khăn thì nhiều chứ em. Nhiều nhưng mà mình cố gắng. Chủ yếu là cáo cho nó ăn nó đi học thôi. Còn bản thân chị tôi cũng không cần. Ngày trước, ba mẹ con sống đây đó vì không có nhà. Sau có được mảnh đất, cùng sự hỗ trợ của bà con cô bác, căn nhà được xây dựng cho bốn mẹ con sinh sống. Chị làm được như vậy nhưng mà thấy xây được cái nhà cũng... Cái nhà đây là chị xây 2020. Thì cái hồi đó là chị ở trong kia dẫn mấy đứa nhỏ về á, làm ở nhà thuê. Chứ cũng về đây lại cả ba cái nhà thuê đó. Cái rồi cái nhà cuối cùng mà chị được cho ở không tiện, nó mưa nó sập á. Mà lúc đó mấy đứa nó mới lớn là chuẩn bị mua mười. Còn thuê đứa đại thì thằng cô lớn nó kêu mẹ con thèm có cái nhà của đây. Nó khó khăn là chỗ mình còn gánh nợ. Chị gái làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, anh trai đi nghĩa vụ quân sự. Ngoài cái thời gian đi học là ở nhà còn phụ mẹ nữa hả? Dạ có chứ. Dạ. Bình thường thì ngoài cái công việc này, bình thường là ở nhà con hay phụ những cái công việc gì nữa? Dạ là con rửa chén, con xách nước, dạ con giặt đồ, lau quét nhà với lau nhà. Dạ. Với cái thành tích học tập của mình á, thì như mẹ chia sẻ là con học rất là nhiều, dành rất là nhiều thời gian cho cái việc học. Vậy thì trong đầu mình nghĩ là mình sẽ hướng tới cái mục tiêu như thế nào mà mình lại quyết tâm mình học đến như vậy? Dạ là con muốn được nhiều danh hiệu, như là con muốn được học sinh giỏi cấp quốc gia, rồi con cũng muốn được như là vô địch Olympia. Dạ. Rồi vậy đó, nhưng mà cũng muốn nhiều lắm, để có nhiều danh hiệu hơn là mình được nhiều cái phần hưởng hơn để giúp đỡ gia đình của mình. Dạ. Nhiều năm dậy sớm, thức khuya bên chiếc máy may vì tương lai của con mình. Chị nữ lao lực, bệnh nhiều. Con đường học tập của Chí Thiện thì còn rất dài mà gia đình lại quá khó khăn. Và với những thành tích em chăm chỉ 9 năm học, xứng đáng được nâng đỡ từ học bổng Chân Trời Ước Mơ. Ngày hôm nay khi mà đến với gia đình để mà chia sẻ cái trường hợp của em Nguyễn Chí Thiện, thì có thể thấy là hiện nay thì mẹ chỉ còn lo cho Thiện ăn học thôi, còn hai anh chị thì cũng đã lớn rồi. Tuy nhiên cả một cái chặng đường dài là một mình mẹ phải lo cho cả ba anh chị em cho đến thời điểm này, thì có thể nói là cũng rất là vất vả. Và điều này nó cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì sau khi mà đến thăm hoàn cảnh cũng như là trò chuyện để có thể hiểu thêm về gia đình, thì về phía đại diện của Thiên Tân Group mình thấy như thế nào ạ? Qua cái thực tế thì cũng thấy được là cái hoàn cảnh của chị, mình mà vừa làm cha vừa làm mẹ mà nuôi ba con từ cái lúc mà còn bé xíu mà cho tới thời điểm bây giờ thì vất vả là không có ít. Thì còn về phía công ty thì với cái học bổng này thì sẽ là bảo trợ nuôi em ăn học từ nay cho đến hết lớp 12. Đây là cái chứng nhận được học bổng của con. Đây là cái tiền học bổng của tháng đầu tiên.
Thì hôm nay cũng được chương trình của đài truyền hình Quảng Ngãi và đơn vị Thiên Tân Cà Rốc cũng đến trao học bổng cho cháu Nguyễn Chí Thiện, và là cái chương trình Trang Trời Ước Mơ cũng đến với địa phương cho anh Phước, tham mặt lãnh đạo địa phương cho anh Phước. Xin cảm ơn đơn vị Thiên Tân Cà Rốc, đài truyền hình Quảng Ngãi, và cũng cảm ơn cháu Thiện đã có một cái phấn đấu vượt lên để có học tập tốt, không phụ và làm của các cô chú ở Thiên Tân Cà Rốc và các chương trình của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc chương trình chúng ta ngày một mạnh hơn và giúp được nhiều hoàn cảnh hơn.